Xin chào tất cả các bác nhé Chào mừng toàn thể các quay trở lại, lại kênh Đặng Tín Euro ngày hôm nay Và tiếp tục video vì Thì ngày hôm nay em đã hứa các bác Em sẽ thanh lý sập sàn tất cả các bác Những hàng thanh lý hàng bom và hàng nâng nó cấp của khách đây Với mức giá rẻ nhất toàn bộ thị trường luôn Đây mỗi sản phẩm có vài chiếc đây Và sẽ thanh lý rất rất rẻ luôn Ngày hôm nay bác thực sự bắt nào không theo dõi quá lãng phí luôn thì trước khi vào video ủng hộ cho Đặng Tín xin một like nhé Bắt đầu chưa nay like, ủng hộ cho một like và đăng ký kênh em nhé Em sẽ báo giá từng sản phẩm một đây Vang mic quả những nguồn nâng tiếng đẩy Rất rất là rẻ luôn anh em không ngại ngần ủng hộ cho một like nào và đăng ký kênh em và nhắc lại em sắp tới em sẽ rất tiếp tục dọn kho thành lý hết các bác luôn rất rẻ luôn bắt đầu chưa đăng kênh nhớ đăng ký kênh, kênh đỏ phía dưới và ủng hộ cho một like để em lấy động lực nhá trong video sắp tới cũng nên rất nhiều video thành lý sập sàn hết rồi và mở màn ngày hôm nay đây thì em có hai chiếc vang lex s 900 plus đây là dòng vang lex cơ lai số cực kỳ đẳng cấp luôn con này anh em biết rồi bản nâng cấp nhá echo gì vật riêng biệt màn hình lớn và đây bản nâng cấp của lex s 900 plus đây có hai chiếc đây còn hai chiếc đấy, đầy đủ cầu quang bồ thút cái tất cả chất chân rác này đều được mạ đồng hết hai đường ra đây em sẽ tặng đầy đủ rác lông và con vàng này thì nó quá là hay rồi nếu bác nào đã biết ngoài thị trường anh em mua dòng vàng rất là đắt luôn màn hình lớn nhá e cho vật riêng biệt và rất dễ chỉnh của chống hú rất là tốt luôn đấy, tôi nhỏ có nhạc này tôi nhỏ có mic và effect vàng nhẹ tất cả còn nguyên hộp hết vẫn bảo hành một năm nhận hàng kiểm tra thanh toán tặng rác lông và hiện nay trên thị trường có mua một chiếc vang cơ lai số Lex S900 Plus này hiện nay trên thị trường đang bán 1 triệu 9 đến 2 triệu. Nhưng ngày hôm nay em có hai chiếc nha. Em sẽ bán một mức giá cho các bác ngỡ ngàng giật mình luôn. Bắt đầu nhanh tay thì có nhá. Một sở chiếc vang cơ này số cao cấp này. Bắt đầu chốt vô nào nhắn tin cho em đúng cú pháp này. Với cú pháp là chốt số 1 nha. Đây số 1. Nhắn tin chốt số 1, nhắn tin qua cho em 091695788 957 chốt số 1 này. Giá 980 000 một chiếc này các bác không nghe không nhầm đâu nhá. 980.000 một chiếc em bao ship tặng dưới các lồng không một đơn vị em khẳng định thị trường chưa một đơn vị nào có giá này em bán 980.000 một chiếc vang cơ lấy số s900 plus này chốt nhắn tin ngay cho em chốt số 1 à, hãy bao lấy lòng nào nhắn tin cho cú pháp nhé là nhắn tin có tin nhắn có số thoại này ghi rõ là chốt số 1 là nhân viên đã sẽ biết là có chốt con vang này có hai chiếc thôi 980.000 ngày hôm nay chưa một đơn vị nào có giá này thì bao nào nhanh tay thì còn chậm tay là hết nhà chốt số 1 980.000 nó rẻ thực sự không ở đâu rẻ nữa rồi rồi và tiếp tục ngày hôm nay lên sóng anh em bộ mix Su UR32D đây bản cao cấp nha Nếu bác nào biết cái dòng mix Su 32 d này, đây là mix 4 dâu. Sóng rất là xa và đặc biệt cái sao tiếng con này rất là hay nhá, bản mới nâng cấp. Tiếng con này thì thực sự bác nhìn này, mặt gương nhá. 4 vạch 6 vậy cực kỳ đẹp luôn. Đây mix 4 dâu nhá. Đấy, nó là mix 4 dâu, sóng rất là xa, rắc nguồn, rắc 6 ly và 20 rắc lông Đây sử dụng 4 dâu mix. Và đặc biệt con này là tay mix rút nha tay rút cao cấp của su ba 3D con này thì cực kỳ đẳng cấp rồi con này thì ngoài thị trường họ đang bán là 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi bộ này nhưng ngày hôm nay em còn hai bộ em để bắt đầu nhanh tay muốn xíu dòng mic cao cấp vẫn nguyên hộp này bỏ hành 1 năm hết đây hàng trưng bày nhá con này ngoài thị trường bây giờ thực sự rất là hot luôn đang bán 3 triệu 2 bộ rưỡi đây toàn bộ tay rút nha đây, mình cầm một tay mic có tay mic chuyên nghiệp nhá anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo và nó là có điều kiện rồi mình không phải bàn rồi và ngày này một mức giá rất là sốc luôn ngoài thị trường 3 triệu hai ba triệu rưỡi nhưng bác nào chốt nhắn tin ngay cho em chốt số 2 cho Đấy, chốt số 2 chốt số 2 nhắn tin qua cho em giá 1 triệu 950 nghìn này chỉ có 1 triệu 950 nghìn em bao ship luôn chốt số 2 nhắn tin qua cho lại 0916 957 đóng 8 với cú phát là chốt số 2 là có những cái đơn 1 triệu 950 nghìn em bao ship có 2 bộ thôi thực sự rẻ ngoài thị trường thấp nhất là 1 triệu 2 đến 1 triệu giữa bộ này rồi bảo là nhanh tay thì là hàng có nha tất cả em vẫn nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc chốt số 2 1 triệu 950 nghìn bộ bích R3 đi đẳng cấp đấy nhau Con này thì nó quá đẳng cấp rồi, không phải bàn rồi. Chốt số 2 cho em. 1 triệu 950 000 em vào ship tay mic rút nhau Ôi, này nó rẻ quá các bạn, thực sự là quá là rẻ luôn. Và tiếp tục lên sóng anh em, còn ba chiếc lưng tiếng lick T50. Đây, một con màu trắng và hai con màu đen. Thì đây dòng phiên bản lưng tiếng lick bản mới cao cấp. Con này có đầy đủ cầu qua mô tút có IC giả mã, màn hình số cực kỳ đẹp luôn. Đấy anh em thấy, đây còn hai con màu đen và một con màu trắng nhá đây đầy đủ cầu qua mô tút này đấy các đường nhập vào đường nhập ra và đường ra súp cắt súp trên cái nâng tiếng luôn và trong bộ dàn các hiện nay không phải thiếu một chiếc máy nâng tiếng rồi để nâng tiếng nhạc của tiếng mic và ngày hôm nay có 3 chiếc vẫn còn nguyên hộp xốp hết nhá đây cho anh em sử dụng ca này qua này đây sẽ giải mã này có nhìn chưa nó là tiếng nhạc tiếng mic rất là sạch luôn à, quá là hay rồi và ngày hôm nay đó là chốt nhanh tay nhá có đúng 3 chiếc máy nâng tiếng này một mức giá các bác không ở đâu có luôn không tưởng tượng luôn chốt số 3 cho em 900 000 một chiếc nhá chốt số 3 tặng Giác lông nhận hàng kiểm tra anh toán không phải là cọc không ở đâu có này luôn chốt số 3 nhắn tin cho 900.000 một chiếc nó rẻ nó thực sự nó rất là rẻ luôn chốt số 3 cho em 900.000 một chiếc máy đầu tiếng những bản mới nâng cấp đầy đủ cổng qua một chút có IC để mãi này thì anh em làm sao mua ở đâu được tặng dướiắc cao lông bảo hành một năm chốt số 3 nhắn tin ngay cho em có số thoại đây chốt số 3 900.000 một chiếc bác nghe đúng ngày hôm nay giá không thì nhầm rồi anh em để em đọc những giá mà các bác sẽ phải ngỡ ngàng luôn không ở đâu có ra này các bác ủng hộ cho like ơi thực sự các bác nào thấy giá nó quá rẻ không ngại ngần ủng hộ cho like nào anh em không ngại ngần bỏ ra vài giây ủng hộ cho bằng tín sub like nhé và đăng ký kênh em các à, có nhiều ủng hộ like chốt số 3 900 trăm nghìn Chù, nó rẻ à. tiếp tục lên sóng lốt cho anh em hai chiếc quả lý nguồn ns autic d 0.8 bản phay nhôm mặt trắng hàng chính hãng thiệu mỹ nhá ns autic thì quá nổi tiếng rồi và đây là dòng quả những nguồn cao cấp bản mới nhất có lọc nguồn nhá Đấy, đằng sau có 8 bộ cắm đây. Cái này thì không thể thiếu trong bộ dàn bao rồi. Thực sự là và đây là hàng chính hãng bảo hành tận 2 năm luôn. Em còn hai chiếc thôi. 2 4 6 8 bộ cắm và tất cả chân cắm bằng đồng hết. Đây dây đồ đầu vào rất lớn, anh em yên tâm được chịu tải nhá. Bác nào làm sự kiện cắm vào năm bốn năm cũng để đây thoải mái luôn. Và đây là hàng chính hãng của lẽ là có tích thiệu của Mỹ bảo hành tận 2 năm cơ. Giá ngày hôm nay thì thôi, chấm hết luôn. Và đây cho bác xem qua lại ruột gan. Và cho bác biết đây là dòng quản những nguồn cao cấp có lọc nguồn nhá. Đây, tất cả đều cuộn lọc đồng hết và có hai tụ lọc hai bên nên điện áp đưa ra nó rất là sạch nó rất là an toàn có ic chống chập cháy này tất cả đều cuộn lọc đồng hết nhá hàng chính hãng của lợi cổ tích luôn được chính hãng bảo hành 2 năm Đấy, chính hãng bảo hành 2 năm được chưa tất cả cuộn lọc đồng hết đó nhìn thấy chưa và ngày hôm nay em xin báo giá luôn duy nhất hai chiếc cuối cùng cho hai bác nhanh tay với một mức giá không ở đâu có chốt số 4 cho em có mua một chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn này ngoài thị trường hàng chính hãng không dưới 2 triệu và không được bảo hành 25 này đâu em bảo hành 25 luôn nhưng ngày hôm nay bán quá chốt số 4 em bán 980.000 anh em nghe không nhầm đâu chốt số 4 980.000 một chiếc quản lý nguồn chính hãng có lọc nguồn cao cấp bảo hành 25 chốt số 4 đúng hai chiếc cuối cùng chốt số 4 980.000 em bảo xin không một đơn vị nào có cái giá này đâu quá nhá em khẳng định luôn chốt số 4 anh em lấy vui lòng nhắn tin qua số lại đây 0, 9, 6, 9, 5, 7, 8 với cú pháp là chốt số 4 là s6 chưa đơn. 980.000 một chiếc quản lý nguồn cao cấp này. Được chưa? Rẻ cho các bác. bao lấy nhắn tin nhắn tin ngay cho em nhá. Chốt số 4 cho em 980.000 này bảo ship. Đúng ngày hôm nay thì chúng có mua nó vào thuộc hàng quá là rẻ rồi. Không phải là rẻ mà nó cội quá là rẻ luôn. Tiếp tục lên sóng luôn em còn bộ bích B3 cuối cùng lên sóng lốt. Đây là dòng mic B3K 9900 Plus, hàng Thiệu Đức B3 thì quá nổi tiếng rồi. Con này 6 số tự ngắt nhá, hàng cao cấp của V3. Dòng này thì chắc anh em mình nó không lạ lẫm gì, em bán quá nhiều rồi. Đây rác nguồn, rắc 6 ly và hai bên rắc lông Và con này tiếng của nó cực kỳ hay nhá, hàng nguyên hộp hết. Và có những cái thiết kế của màn V3 này. Mặt phay nhôm hai là sách hai bên nhá. Màn hình rất đẹp luôn. Và cái hai tay mic của nó này. Tay mic màu xanh rêu toàn bộ là tay kim loại nhá, 6 số tự ngắt, đầy đủ phụ kiện chống năng quang luôn. Và anh em yên tâm về cái sao tiếng của này thì nó cực kỳ tuyệt vời. Đã bán rất nhiều cái dòng mic V3 rồi. Thì hôm nay còn một bộ em sẽ bán chiên cho tất cả các bác luôn Tất cả các bác luôn nhá Vẫn là bảo hành 1 năm Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc Rất thoải mái luôn Thì còn một bộ em vẫn để ok quá luôn Và ngày hôm nay một mức giá một bộ mic B3 như thế này Các bác thực sự là đến thợ đi nhập còn được được Chốt số 5 để qua 1 triệu 200 nghìn một mic B3 này Chốt số 5 1 triệu 200 nghìn em bao ship còn rẻ hơn cả mic bãi Chứ nói là mấy cái bộ mic bãi luôn Quá là rẻ Chốt số 5 một bộ cuối cùng của B3 Chốt số 5 1 triệu 200 nghìn em bao ship anh em mà lấy vuông lòng nhắn tin ngay cho em qua số thoại với cú pháp là chốt số 5 1 triệu 200 nghìn bộ bích B3K 9900 Plus này Đấy, chốt số 5 nó rẻ thực sự quá mà nó rất là rẻ chứ không nó rẻ rồi đến với đoạn tín ngày hôm nay thực sự cái giá này em bán quá không ở đâu sẽ rẻ rẻ hơn chốt số 5 1 triệu 200 000 bao ship tới nơi bảo hành 1 năm nhận hàng kiểm tra an toán không phải đặt cọc vì em còn một bộ cuối cùng thôi có mua ngoài trường mụ mic như này em nó không dưới 2 triệu rưỡi đến 3 triệu với dòng như này đây thực sự các bác phải hiểu là cái giá đi thợ đi nhập còn trả được vì đây là em bán gần như lỗ luôn rồi còn một bộ em bán chiên quá luôn một triệu hai trăm nghìn thì mua ở đâu được bộ mic b ba này một triệu hai sáu số tự ngắt rồi à bao lấy vừa là nhắn tin ngay cho em chốt số 2 nó rẻ quá rẻ rồi đây tạm thời mày lên sóng với em năm sản phẩm trước vì ở video sau em sẽ lên rất nhiều luôn em khẳng định các bác là video sau em lên cực kỳ nhiều tiếp tục luôn sẽ còn vài video nữa thành lý hết cho bác luôn nhưng mà không ngại ngần ủng hộ cho một like nào để luôn cập nhật sản phẩm và những video em thành lý sập sàn nào các bác vào hãy ủng hộ cho một like nhé và đăng ký kênh nhá để không bỏ qua nữa những cái video em thanh lý nó rẻ thực sự đến với nhau đăng ký nhiều cái sản phẩm nó rất rất là rẻ luôn nhiều bác phải ngỡ ngàng luôn đây bác lấy S900 chốt số 1 này 980 nghìn này mic UR32D bản cao cấp 4 dâu tay rút 1 triệu 950 nghìn chốt số 2 này lưng tiếng lách T50 bản cao cấp đầy đủ cổng qua một tút có 3 con một con màu trắng hai con màu đen để chốt số 3 900 nghìn này Ui dồi hai chiếc quản lý nguồn lợi tích hàng chính hãng bảo hình 25 chốt số 4980.000 980.000 báo lấy bộ mic B3 cao cấp 6 số tự ngắt chốt số 5 1 triệu 200.000 nó rẻ nó thực sự rất là rẻ rồi và sẽ quá nhé bắt đầu nhu cầu thì hẹn ngay qua số thoại em nhé Chào các bác.